Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chia sẻ cho mọi người cái cách hàn cái dây mà một đầu đây là 3.5 ra hai đầu gắt 6 ly mono để mình dùng cho các cái con mixer XR12 của mình á. Thì trong các cái video trước á, mình có giới thiệu cái dây là dài khoảng 1,5 m, cửa hàng mình đang bán ra là khoảng 280.000. Có một số khách hàng thì có liên lạc lại hỏi giá cái sợi cáp đó, nhìn trông rất là đẹp. Sau khi mình báo giá thì có một số khách hàng phản ứng là ủa sao mà mắc quá vậy, có cái gì đâu mà mắc dữ vậy. Thì nhân tiện mình làm cái video này chia sẻ cho mọi người các cái công đoạn gia công cũng như sao cho nó hợp lý và đúng kỹ thuật nhất cái dây tín hiệu của mình ha. Thì ví dụ như một cái dây này khách đang cần là 1,5 m, thì bây giờ mình kéo dài một sợi dây nó là 1,5 m, rồi mình cắt sẵn vị trí chỗ này, ví dụ đây em để em cắt số đẹp luôn là 18, có nghĩa là từ cái chỗ này nè em tước em kéo tuột nó ra, rồi trong dây tín hiệu này em chia làm đôi và ngay tại cái vị trí này sẽ là cái hình chữ V, mình chia là chỗ này, tức là mình sẽ dán keo lại chỗ này. Kỹ thuật thì em từ từ em sẽ chia sẻ, thì sẽ chỗ này sẽ là không có mối nối chỗ này ha, chỉ là cái mối nối bao cái vỏ thôi. Thì thí dụ như cái dây này là 1,5 m thì giờ mình tuốt ra, mình tuốt nó ra, mình kéo nó ra, thì ở đây là coi như là đây là một dây bên trái, còn một dây bên phải thì mình bắt buộc mình phải tuốt thêm từ một cái dây khác. Em lấy ví dụ ở đây em lấy cái dây màu đen đó, em tuốt sẵn đây rồi, đây nó cũng là 18, thì mục đích mình làm là ngay cái chỗ này dính lại nè đó, mình chia ra hai dây, dây kênh trái dây kênh phải, còn dây chỗ này là dắt 3.5 vô chỗ này đó, thì bây giờ mình phải tuốt ra chỗ này. Rồi bây giờ mình tuốt ra ha. Sau khi mình tuốt ra xong á thì đây là cái dây tín hiệu của mình là dây thế này, còn cái dây này mục đích mình tuốt ra để mình lấy cái vỏ, mình lấy cái vỏ bọc thôi, coi như cái dây này là mình bị vứt, dây này là giờ vứt đi rồi nè đó. Thì thành ra khi mình tính tiền á, ví dụ như là một cái dây 1,5 m thì mình phải tính tiền là 1,7 m, bởi vì cái chỗ này là từ cái dây khác mình tuốt ra mình trồng vô trong này, dây này là bỏ đi rồi đó, coi như là bỏ đi ha. Thì bây giờ từ cái chỗ này nè mình bắt đầu mình sẽ chia đôi cái dây chỗ này ra, mình đưa vào hai cái dây riêng biệt chỗ này và mình làm cái mối hàn lại ngay cái vị trí chỗ này ha. Rồi bây giờ bắt đầu nhé. Thì đầu tiên mình coi cái dây nó lại xoắn như thế này đúng không, thì mình bắt đầu mình cắt từ cái chỗ này đó, mình để im như vậy, chứ mình đừng làm vậy thì cái dây tín hiệu nó thiên về một phía nó xấu, mình chơi nó ra như vậy nè đó, nó ra hai bên. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái chỗ này, mình cắt nửa này lên đây hình chữ V, mình cắt nửa này lên đây hình chữ V, khi mình đưa vô đây thì nó sẽ vừa y ha. Thì trước khi cắt cái việc đó thì mình sẽ tách cái đường dây đồng này ra, bây giờ mình sẽ tách đồng này ra, mình chia ra làm đôi đó, mục đích chính của mình là mình chia ra làm đôi, tại vì cái dây lớp siêu này á là mình sẽ làm dây chung, có nghĩa là dây mát chung, còn cái lớp giữa dây bên trong nó sẽ có hai lõi, mình sẽ chia ra bên kênh trái một dây và kênh phải một dây, kênh trái màu xanh và kênh phải là dây màu đỏ đó. Bây giờ mình sẽ chia làm đôi ha, sao cho vừa ý của mình nha, chia cho cố gắng chia cho sao cho nó đều, đừng có để chia mà nó không cân bằng ha, chia cái gì cũng vậy, chia là phải chia cho đều nha, chia không đều là có chuyện đó. Ok, coi như là tương đối ha. Rồi sau khi mình chia cho đều xong rồi mình xoắn tuyết cái thằng này lại à, mình xoắn nó lại, đừng có cho nó tua tua ra nha, mình xoắn cho nó xoắn tuyết lại với nhau, không cho nó tua tua nữa đó. Xoắn nó chặt lại như thế này nè, có nghĩa là nó sẽ bám lại, nó xoắn lại, đừng có cho nó tua tua ra. Rồi tương tự cho cái dây bên này. Rồi coi như là hai dây mình ra được hai dây mát chung rồi ha, là mỗi một kênh sẽ là một cái sợi dây mát. Bắt đầu bây giờ mình sẽ tách từ cái dây chính ra, tức là cái dây tín hiệu là hai cái dây này nè đó, mọi người có thể nhìn thấy là một dây màu xanh và một dây màu đỏ, thì mình cứ chơi đại màu xanh là kênh trái, màu đỏ là kênh phải đi đó, mình cứ lọt ra, mình cứ tước ra hết mấy cái sợi da cường này, mình cắt luôn, bởi vì mình cũng thật sự mà nói là mình cũng không có dùng gì trong, không có ứng dụng gì trong cái công việc của mình. Rồi sau khi mình tách ra thì mọi người có thể nhìn thấy là nó ra một kiểu như vậy, là một dây tín hiệu, bên này là một dây tín hiệu. Cái này mình không cần nó phải bao cái này, tại vì ra cái đoạn này nó rất là ngắn, nó không có sinh ra nhiễu đâu, mình không có sợ ha. Đó thì bây giờ bắt đầu mình trồng cái thằng này vô. Thì trước khi mình trồng vô như hồi nãy em có nói á, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái chỗ này đó, mình cố gắng mình sẽ cắt cái chỗ này làm sao cho nó bằng phẳng ha, cắt cho nó phẳng. Thì mình sẽ cắt cái mặt ngoài, bây giờ em sẽ cắt cái mặt ngoài, cắt giữa cái sợi dây ha, mình cắt sao cho vừa bụng mình thôi đó, em cắt như thế này, tương tự cái thằng này cũng như vậy, mình sẽ cắt cái mặt ngoài đó, ra như hai thế này. Thì mục đích của mình là gì, mình hàn hai cái này nè đó, mình chấm hai cái này vô và mình dán cái keo của chỗ này lại đó, và cái điểm giữa này nè, lưu ý cái điểm giữa chỗ này nó phải vừa với cái khớp này ha, mình canh sao cho nó vừa y luôn nha, đừng có để nó dư ra mà cũng để nó, đừng có để nó ít đi, nó xấu như này nè, mình thấy như này là có vẻ nó dư dư nè đúng không đó. Rồi mình sẽ cắt tỉa sao cho nó
vừa đủ thôi nha mọi người. Làm này là nó không có khó, nhưng mà mình phải tỉ mỉ cẩn thận chút xíu, cái này nó không có vội vàng được. Rồi, một thứ không thể thiếu đó là cái keo. Cái keo này nhìn cái chai như vậy chứ không phải 502 đâu nhé. Keo này là cái keo 3M. Cái chai này mọi người có thể lên Tiki mà mua 140.000, 120 tùy chỗ, có chỗ bán 120, có chỗ bán 150, có chỗ bán 140 tùy giá ha. Mình không có biết giá như nào nên mình không có trình bày được. Con này là mình mua là 120.000. Cái keo này á nó khác hoàn toàn keo 502 nha, đừng có nhìn vậy mà hiểu nhầm. Cái này á là nó dính hai cái vật liệu nhựa với nhau và nó dính nhau theo kiểu là dính như kiểu cao su á. Đó. Cái này mình mua về là mình chuyên để mình dán cho các cái mối hàng như thế này nè. Mục đích chính là mình muốn như thế này nè, tức là ngay cái chỗ cái mối này nè, đó. Mình khi mình dán keo nó lại là nó dính y chang như vậy nè. Đó, nó dính vừa cái khoảng cách từ đây lên tới đây và nó dính vừa đây luôn ha. Sau đó mình sẽ bọc lại cái bằng mình sẽ bọc lại cái ống còi nhiệt, mình cũng dán keo lại thì bản thân nó sẽ dính lại với nhau luôn. Thì dây tín hiệu của mình là từ hồi nãy tới từ đầu tới đuôi bây giờ là nó nằm trong này nè, và nó xuyên suốt luôn, nó không có cái mối nối nào hết ha. Nó không có cái mối nối nào hết thì nó đảm bảo là tín hiệu là thông suốt, không có bị ảnh hưởng gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái keo vô trong này. Mọi người lưu ý ha, cái này là phải làm phải tỉ mỉ nha, không được lem luốc gì nha. Làm này là nó không hề khó gì hết á, nhưng mà mình phải tỉ mỉ, phải cẩn thận tí xíu. Đấy. Cố gắng cái gì cũng phải làm từ từ ha, đừng có vội vàng. Rồi, đầu tiên là mình dính cho nó dính cái gốc đi cái đã. Có nghĩa là mình bóp cho nó chặt như vậy nè, cho nó dính cái gốc đi cái đã, rồi từ từ mình dán vô cái thân. Cái thằng này nó không phải như 502, cái keo này nó không phải như 502 đâu. Nó dính nó phải dính từ từ. Đó, từ từ nó mới dính chứ nó không phải là như 502 đổ cái ào vô cái là dính liền ha. Đó, bắt đầu cái kẽ hở này nè. Đó, bây giờ mình mới cho keo vô từ từ. Và đặc biệt là phải dùng cái keo 3M nha mọi người, đừng có dùng cái keo linh tinh 502 rồi trên thị trường á, mình nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cái keo 502 á, khi nó chết keo á, gọi là nó dính chặt á, thì nó sẽ gọi là nó bị giòn. Còn đây là nó dính thì nó sẽ mềm, cái mối nối này nó sẽ mềm dạng như nhựa cao su vậy đó. Đó, nó dính thì nó sẽ mềm ra. Chứ nó không phải là cái này người ta dán mấy cái vòng ring cao su á, người ta vẫn dán được cái keo này mà. Nên mục đích nó sinh ra là để làm cái việc đó. Đó, thì mình cố gắng mình giữ cho nó chặt. À, mình giữ cho nó chặt đi. Một chút xíu cho nó dính chặt đi. Như thằng này là nó đã dính chặt rồi nè. Đó. Thấy không? Nó dính rồi nè. Mình cố gắng mình giữ ha, đừng có vội vàng lấy ra. Cố gắng mặt trên mặt dưới ha. Mình làm sao mình nhỏ keo vô cho nó vừa các cái kẽ hở đây nè, để nó phủ các cái vị trí, đừng có để mà nó lỏng là lỏng lẻo. Nó kẽ hở, nó không có đổ keo vô thì nó không có dính chặt đâu. Đó. Ok, còn thằng này nữa. Mình sẽ cho một tí keo vô đây nữa. Đấy, hơi dư rồi nè, thấy không? Quá dư keo luôn rồi. Đó là bản chất là bản thân nó là nó dính rồi nè mọi người, thấy không? Rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ bọc che lại cái vị trí này, thẩm mỹ diện nó lại bằng cách là mình dùng cái ống coi nhiệt mình trùm vô lại. Đó, thì chưa gì mà nó đã cứng ngắt rồi nè, cứng chắc rồi nè. Mình phải để thời gian cho nó chết keo ha, để khoảng ít nhất cũng phải một ngày trời nó mới chết keo hoàn thiện lại. Thì đảm bảo là ok đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ trùm cái ống coi nhiệt vào trong đây. Thì đầu tiên mình sẽ trùm cái ống nhỏ trước để nó bảo vệ cái chỗ này. À, từ chỗ này tới chỗ này, tại vì cái thằng này là hai cái ống trùm lại, mình phải trùm cái ống nhỏ trước để nó bảo vệ cái chỗ này trước, rồi sau đó mình mới trùm cái ống to ha. Thì ống nhỏ thì mọi người có thể lấy màu đen nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu hồng, muốn thích màu nào cũng có hết. Cái ống coi nhiệt mà đơn giản lắm, mình có thể lấy cái màu nào tùy chọn của mình ha. Đây, em lấy ví dụ em lấy cái màu đen đi. Rồi em sẽ trồng từ cái chỗ từ dưới gốc đi lên, tại chỗ này là chỗ đôi làm sao trồng được. À, cái video này rất là chi tiết ha, người bình thường cũng có thể làm được. Xem mà để mình biết cái công đoạn làm nó như thế nào, xem coi nó kỳ công không, mà làm sao mà cái chỗ bên cửa hàng bên em báo giá nó cao quá ha. Thì để cho nó đảm bảo như thế này, mình đưa vô mình thấy nó tới đây là mọi người có thể nhìn thấy là nó hết vô được rồi đúng không. Đó, nó vô đây là nó cứng ngắt rồi nè, thấy chưa. Thành ra bây giờ trước khi mình làm việc đó là mình cho tí keo vô đây trước, để cái lớp bản thân nó là nó tự siết chặt nó luôn, tự bản thân nó cũng dính luôn. Đó, mình cho keo vô đây. Rồi, mọi người của mình có thể nhìn thấy là nó đã teo được một phần này thôi ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái ống to hơn, mình trùm lên tới trên này luôn. Thì
sau khi mình dùng cái ống co nhiệt mình teo lại thì nó sẽ ra cái hình dáng như thế này. Tùy vô mình chờ một chút xíu nữa cho nó nguội hẳn rồi bắt đầu mình co tiếp, chứ mình co cùng một lúc thì nó sẽ bị gọi là nó bị co không đồng đều ha mọi người. Đó, thành ra mình cơ bản nó là như thế này. Thì sau đó mình bắt đầu từ đây mình sẽ đi hàn tiếp cái giắt 6 ly. Giắt 6 ly thì hàn nó đơn giản lắm. Rồi cuối cùng sẽ là cái chỗ này, là đầu bên này sẽ là giắt 3 ly rưỡi. Bây giờ mình sẽ hàn giắt 6 ly trước ha. Thì để chuẩn bị cho cái giắt 6 ly thì mình sẽ cắt cái đầu này ra. Ở đây đầu hồi nãy là mình đưa ra sẵn rồi đó. Thì bây giờ mình cắt cái phần dư này nè. Đó, mình bỏ đi. Mình chỉ chừa một khoảng nhỏ thôi. Vừa đủ để cho mình đưa vô cái ống 6, cái giắt 6 ly thôi, mình đừng có làm dư nha. Có nghĩa là cái dây tín hiệu mình vừa đủ luôn ra nè. Đó, cái dây này dây mát mình sẽ cắt bỏ đi bớt. Bắt đầu mình cắt từ cái chỗ này. Rồi. Thì trước khi mình đưa cái con cách ly nhiệt, mình sẽ đưa cái con cách điện, cái ống cách điện mình đưa vào sau. Sau đó mình sẽ đưa vào một cái ống co nhiệt nữa để nó bảo vệ cái mối hàn ở chỗ này, nó không có bị, thứ nhất là nó bị tua ra ha, nó sẽ chập choạng ở chỗ này, thì mình sẽ bảo vệ chỗ này bằng cách là cho cái ống co nhiệt nhỏ vào đây nữa. Rồi, làm gọn lại cái này ha. Bắt đầu quan trọng là chỗ này. Bây giờ mình sẽ kẹp, dùng cái kẹp thần thánh này nè. Đó, kẹp cái mối này lại. Rồi cho cái thằng này vào trong đây. Em sẽ zoom to cái máy quay lên ha, cho mọi người cũng có thể nhìn thấy ha. Mình sẽ dùng một tay kẹp và một tay giữ. Rồi, mọi người cố gắng nhìn kỹ ha. Mình dùng cái que hàn, mình sẽ hàn cái dây mát trước. Bởi vì cái dây trên này là mình có thể thay đổi sau khi mình hàn cái dây dưới. Khi mà mình hàn cái dây trên rồi á thì cái con này nó dính cố định ra rồi, mình đụng cái mỏ hàn không khéo là nó sẽ đụng ở trên, nó sẽ chảy ra ha. Đó, nên mình sẽ hàn cái con dưới trước. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy là cái mối hàn nó rất là ngấu ha. Thì cái chỗ này nè, đó, bắt đầu mình có thể cho ở trên hoặc cho ở dưới tùy ý của mình ha. Ở đây là em cố tình là em giấu ở dưới, tại vì nó ở trên nó sẽ tạo thành cái khoảng G và nó sẽ đụng vào cái lớp bọc này, nó sẽ khả năng là nó sẽ bị chạm ra cái thân vỏ ha, nên tốt nhất là em mới cho xuống dưới luôn, em không có cho lên trên ha. Thì cho xuống dưới nó sẽ cái mối hàn nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ diện hơn rất là nhiều. Ok, rồi bản thân nó đã dính chắc rồi ha. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, nó dính rất là chặt luôn đúng không? Đó, nhìn mối hàn nó rất là ngấu và sáng ha. Thì sau đó thì mình sẽ lấy cái kèm, mình kẹp cái chỗ này lại, kẹp cố định để nó giữ cái sợi dây này, nó không có cho bung ra ha. Rồi bắt đầu mình sẽ vặn lại thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái kèm đây, như em mới nói, cố tình mình sẽ kẹp cái chỗ này lại. Kẹp ở mức vừa phải thôi ha, chứ không phải mà kẹp cho nó mớp cái dây này luôn. Đó, mình kẹp sao cho nó có dạng hình tròn, nhưng mà nó phải bảo vệ, nó phải giữ chặt được cái sợi dây này nha. Tức là nó phải ôm chặt cái sợi dây này mà nó ra dáng hình tròn ha. Rồi, ok, tạm thời là như vậy ha. Rồi bắt đầu sau đó mình sẽ cho cái ống co nhiệt này vô, chủ yếu là bảo vệ cái mối hàn này lại. Mình sẽ co nhiệt nó lại, tức là mình sẽ cách ly hai lớp ha, một lớp qua cái ống co nhiệt và một cái lớp qua cái ống cách điện của bản thân cái giắt này nó gửi kèm cho mình. Rồi, sau khi hoàn thiện là nó như vậy. Đó, bắt đầu mình sẽ trồng cái dây này vô. Thì mặc nhiên là cái ống co nhiệt nó sẽ đi theo ha, mặc nhiên là cái ống cách điện nó sẽ đi theo đó, thì nó sẽ có một cái lớp bảo vệ lần thứ hai cho cái thân vỏ này. Là tương tự là mình đã xong được một đầu rồi ha. Bây giờ em sẽ hàn thêm cái đầu này lại nữa. Thì để tiết kiệm thời gian thì em sẽ hàn cái này sau cùng. Bây giờ do video đang quay nên em sẽ quay hàn cái giắt 3.5, tiếp theo là sẽ là giắt 3.5 ha. Và bây giờ là cái công đoạn quan trọng nhất, có nghĩa là mình hàn xong cái hai cái đầu 6 ly rồi. Thì bây giờ là công đoạn quan trọng nhất là mình hàn vô cái giắt 3 ly rưỡi. Cái này rất là quan trọng nè, mọi người để ý ha. Cái thằng dây này á, cái kích thước nó là 6 ly rưỡi. Đúc vào cái đầu này nó vừa y luôn nhé. Nó vừa y và vừa bót luôn, vừa bót chặt luôn. Thành ra cái chỗ này nè, ngay tại vị trí chỗ này nè. Đó, thì nó ôm sát cái chỗ này nè và hai cái mối hàn ở trong này nè. Nó rất là sát nhau, thành ra mình phải để ý cái chỗ này rất là kỹ mình mới đưa vào được, chứ không là hả, không thể nào mình đưa vào được và cũng không thể nào dặn được cái chỗ này ha. Thì đầu tiên thì mình cũng giống như thì đầu tiên thì mình sẽ tước bỏ lọt bỏ cái loại cái vỏ này ra để mình lấy cái dây bên trong đo cái khoảng cách của nó, rồi bắt đầu mình sẽ cắt bỏ ha.
mọi người để ý ha. Cắt là lưu ý mình đừng có để cắt cho nó đứt cái đồng nha. Cắt vừa phải thôi, đó. Nó vừa đủ thôi. Rồi. Mình lấy cái đồng ra mình xoắn nó lại. Tức là cái dây đồng này là dây mát, tất cả cái dây đồng này là đều là dây mát hết. Rồi, mình sẽ gom. Rồi, mình xoắn nó lại ha. Xoắn nó lại để mình đưa nó vào cái lỗ lỗ giữa của cái giắc 6 giắc 3.5. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ mấy cái thằng dây này bớt đi. Hàng cái này nó tỉ mỉ nha. Cái chỗ này là rất là yêu cầu và rất là tỉ mỉ. Chứ không khéo là rất là khó để hàng được cái này. Mọi người để ý đây, nó có cái lỗ thiệt là nhỏ nè, thấy không? Đó. Cái lỗ này thiệt là nhỏ thì mình sẽ làm sao mình nhét vô tất cả các sợi dây đồng này vô cái lỗ, ngay cái lỗ đó nha. Đừng có để nó lú ra ngoài. Nó không khó để làm nhưng mà nó cũng không dễ để làm được đâu nha mọi người. Đó. Nhìn như vậy chứ nó bị dư ra một sợi rồi nè, thấy không? Đó, mình bằng cách mình phải kéo nó ra. Mình làm sao mình phải lôi đầu nó xuống hết, đừng có để nó dư ra miếng nào hết. Nó dư ra thì nó sẽ gây hiện tượng là nó chạm ở phía trên ha. Đó, mọi người nhìn kỹ cái chỗ này rất là sát nhau nè, thấy không? Đó, nó rất là dễ chạm. Thấy không? Nó sát sần sạt nhau nè. Đó. Thành ra không có dễ chơi đâu. Rồi, sau khi mình đưa xuống đây rồi thì sao nữa? Mọi người để ý ha. Cái con này nó ôm chưa hết cái sợi dây này. Thành ra mình phải đo cái khoảng cách chỗ này nè, vừa đủ cái chỗ này nè. Đó, mình đưa vô đây mình lấy kích thước vừa đủ nè, đúng không? Bắt đầu mình sẽ cắt bỏ cái lớp áo bên ngoài ra, mình chừa cái lớp áo bên trong thôi. Đó, bây giờ em sẽ làm dấu một cái đi ha. Rồi. Sẽ tháo ngược trở ra. Đó. Mình sẽ lột cái áo màu đỏ này nè, mình lột cái áo bên ngoài ra. Chừa cái áo bên trong nha, lưu ý nha mọi người. Đừng có để nó cắt lố nha, mình sẽ cắt vừa phải thôi. Hàng thì nó nhanh nhưng mà mình hàng mình làm video để hướng dẫn cho mọi người á, thì phải làm từ từ và nó chậm cho nó chi tiết, chứ để mình làm nhanh quá thì khách hàng người ta không biết, mà mình làm chậm quá thì cái video nó lại rất là dài, nó rất là mất thời gian ha. Đó, mình lọc từ từ nó ra nha, đừng có vội vàng, cái này nó rất là khó chịu, lọc không khéo là nó sẽ bị đứt luôn cái thằng bên trong ha. Rồi. Đó, mình sẽ lột cái áo bên ngoài ra. Coi như là xong một nửa rồi đó. Bây giờ trước khi mình nhét cái dây này ngược vô trở lại, trước khi mình nhét vô ngược trở lại thì mình phải đo cái khoảng cách. Đó, mình đo khoảng cách coi cái dây màu đỏ tới chỗ nào, dây màu đen tới chỗ nào mà mình phải cắt và mình tước ra luôn. Tức là mình lột dây đi, tuốt dây đồng ra luôn. Chứ đừng có để chút nữa, mình mới tuốt là mình không bao giờ tuốt được ha. Đó, mình ở vị trí này mình để vô đây là mình có thể nhìn thấy nè. Thấy không? Đó, mình tuốt ngay từ bây giờ. Ví dụ như xanh, mình sẽ tuốt sát ở vị trí chỗ này luôn. Làm này nó không hề khó nha. Nhưng mà nó phải yêu cầu cái tính tỉ mỉ rất là cao. Cứ làm từ từ, không được vội vàng. Để mọi người thấy được các công đoạn làm cái dây. Nó cũng cầu kỳ lắm chứ nó cũng không có dễ dàng gì đâu ha. Nên mình báo giá là bao giờ mình cũng phải... Nên mình báo giá là giá của mình là coi như là tính chưa tính tiền công của cái việc hàng này á. Mình chỉ tính là giá phụ kiện mình bán ra thôi. Đó, tước ra sẵn là như vậy ha. Mình sẽ xoắn hai cái đầu lại, đừng có để nó tua ra. Chút nó tua ra rất là khó chịu. Cái chỗ này nó càng nhỏ là mình phải càng làm tỉ mỉ và cẩn thận từ từ. Không được vội vàng nha. Mình vội vàng là gọi là dục tóc là bất đạt. Ok, mình ướm vô thử ha. Lại tiếp tục cho vào cái lỗ đó. Nó rất là khó chịu cái chỗ đó nha mọi người, chứ không có dễ đâu. Rồi. Ok, may mắn là nó vừa rồi ha. Nhưng mà nó vừa trên thì nó lại dư cái thằng dưới. Đó, mọi người thấy cái dây này nó lại không có đều nữa, thấy không? Đó, bây giờ làm sao ra cho nó ra đều. Không có dễ dàng một tí nào luôn ha. Không hề dễ dàng một tí nào luôn. Mọi người lưu ý chỗ này ha. Cái dây đỏ, dây xanh nè. Nếu mà mình cắt sát cái vị trí này luôn là khả năng nó sẽ chạm với lại cái dây đồng ở bên dưới. Đó, thành ra mình phải để khoảng cách ở chỗ này. Rồi từ chỗ này nè, mình sẽ gạt xuống. Mình sẽ gạt cái dây đồng xuống chỗ này. Vừa đủ chỗ này mình hàng vị trí chỗ này. Tương tự chỗ này cũng vậy, mình gạt xuống chỗ này. Mình sẽ bọc lại chỗ này ha. Lưu ý chỗ này giùm mình ha. Rồi, bây giờ để ý nè, cái dây đồng ở phía dưới nó lại bị tua ra rồi nè.
cái dây đồng ở dưới này nè, ta thấy không, đồng này bị tua tua ra rồi nè, đây vậy là không đạt yêu cầu ha, thành ra phải tháo ra làm lại đó, cũng không có dễ ăn đâu nè, thấy không mọi người, thấy không, đó nó tua tua ra nè, thấy không đó, mình phải tháo ra, mình phải tuốt lại cái dây này đó, trông như vậy chứ không phải dễ ăn đâu ha. Cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, chưa kể cái việc mà mình hàng mà mối hàng mà nó không chắc hoặc là nó nóng quá nó chảy nhựa này ra là coi như cũng đem vứt luôn nguyên cái đoạn dây này ha, coi như là công cốc luôn đó, nhìn như vậy chứ không có dễ ăn đâu. Ok, may mắn được này là nó vào rồi. Ok, nó vào rồi, không dư không kém rồi. Cái đường này mình sẽ gạt qua đây, mình chấm hàng chỗ này. Rồi cái đường bên này mình sẽ gạt qua bên này, mình sẽ chấm ở chỗ này, không cho nó tiếp xúc với này nha. Còn cái mối nói chỗ này nè, mình sẽ chấm ngay tại cái vị trí chỗ này, mình cắt bỏ cái dây này đi. Rồi sau đó mình bóp cái này cho nó ôm cái này lại là coi như là xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên kẹt, mình kẹt nó lại. Rồi sau khi mình hàng xong thì mọi người có thể nhìn thấy là nó dính như thế này ha. Ok, rồi sau khi hàng xong thì mọi người có thể nhìn thấy là nó dính như thế này ha. Rồi mình sẽ dùng cái gọi là cái ống co nhiệt, mình sẽ co lại cái chỗ này để mình bảo vệ, mình che kín lại cái mối hàng của nó ha. Ok, che vừa đủ thôi, cái phần cắt thôi nhé, chứ mình không có che dư tùm lum. Rồi sau khi co nhiệt xong rồi thì mình sẽ dặn cái thân vỏ này vào. Lưu ý mình vặn là mình phải giữ cái cốt này lại nha, không cho nó xoắn ngược ra nha. Ok, là xong một cái sợi dây hoàn thiện ha mọi người ha. Một cái đầu là 3.5, rất là hoàn thiện, rất là đẹp, tỉ mỉ luôn. Cái đầu dắt này là mình mua rồi, ngoài là 45.000 nha mọi người. Tức là mình sẽ có cái sợi dây hoàn thiện là như thế này. Một đầu là dắt 3.5 ly. Tức là cái này là mình sẽ cắm vào tivi, còn cái này mình sẽ cắm vào mixer, hoặc là cái đầu này mình cắm vào laptop, đầu này mình cắm vào iPad hay là điện thoại cũng được. Đầu này mình sẽ cắm vào con mixer XR12 ha mọi người, hai cái chân stereo hai kênh music ấy. Rồi bây giờ công đoạn cuối cùng em sẽ dùng là cái đồng hồ đo. Em sẽ đo là cái kết nối giữa con này với con này, con này với con này có đạt hay không, để kiểm tra cái mối nối này có ok hay là không. Rồi mình sẽ giao hàng cho khách thôi ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.